Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả kênh Yasuke Gaming. Hôm nay thì trước đây thì tôi cũng đã chơi cầu Rounded, nhưng mà tôi đã chơi giới thiệu single player. Thì bây giờ tôi với cả Long sẽ cùng co-op vào con game này. Ok, hai tất cả anh em nhé. Đợi chút vô game cái đã. Chưa vô game nữa. À, tôi với cả Long, Long là Balloon Gaming ấy. Anh em có thể qua kênh YouTube và ủng hộ cho Long một subscribe nhé. Ông stream rồi á, nãy giờ tôi chưa kịp testing nữa, đợi chút ba. Ok, em lái thôi. Ô, cái gì đây? Sao không ấy được? Còn multiplayer á, không, còn tạo hot online game. Tôi chọn rồi, nhưng hình như là greeting lobby lâu quá sao? À đây, vào được rồi đây. Rồi. Rồi ha. À đây, set player elite đây, bấm phím S xong rồi chọn ông online chưa? Rồi, tôi đang online đây nè, tôi vô game rồi đó. Ok, sao tôi không thấy invite friend. Bật Xbox Live lên. Long Nguyễn đây. À, quên, nãy giờ quên đăng nhập Xbox lộn. À không. Tôi thấy được chưa? Ông thấy ông vào chưa? Invite friend đúng không? Ủa. Ủa ông mời lại, nãy tôi thấy nó hiện nhanh quá sao nó tắt rồi ta? Mời lại. Để tôi invite. Đây vào Long. Ok, invite send rồi đấy. Long Nguyễn 21496 đấy đúng không? Ờ đúng rồi. Đấy tôi mời rồi đấy. Ủa mời rồi sao chơi tiếp bộ? Sao join vô cái phòng của ông ấy? Ông vào cái player à đâu? Ông phải vào cái phần multiplayer hay sao ấy? Xong rồi vào join. Ờ thì tôi join nè, tôi vào join rồi tôi search in friend mà không thấy ông luôn nè. Đó. Ủa thế kỳ vậy? Tôi mời rồi mà. Tôi mời rồi mà. Mời nó hiện. Hay tôi nhấn vô cái nó không có đưa tôi vô phòng của ông. Để thử tôi host xem sao. Để tôi host thử xem. Chúa cho kỳ vậy. À từ. Ở đây có một cái nút invite to lobby này. Invite ngoài Steam. Ha, ông invite bằng Steam hả? Để tôi vô Steam coi. Không, có hai cách. Có một cách là invite thẳng vào trong cái trong game, một cái là invite to Steam. Tôi thử hai cách xem nó như nào. Cách Steam được nè, tôi nhấn vô Steam thấy có phản ứng, đang join nè, thấy được nè. Được chưa? Vào chưa? Được chưa? Ủa, cà bình á, Thấy chưa? Từ từ tôi tắt cái... Thấy chưa? Sao tôi có mình tôi trong lobby à ta? Tôi chọn thằng Max nè. Đây là tôi có... À đây, tôi đây! Nhưng mà làm sao để tắt cái gì trong... Cái setting làm... Cái gì mới được? Cái gì mới được? Từ từ để tôi tắt cái audio đi á. Rồi, Voice chat volume. Alo. Hola, đang nghe đây. À đây tôi tắt cái này đi rồi. À đây never đây, tắt cái voice chat trong game đi. Rồi, hello anh Duy nhá. Có vụ voice chat trong game nữa. Ờ. Ông thoát ra chưa hay là để tôi vào lại? Để tôi tạo lại đi, nhưng lại khỏi cái phòng của ông. Ờ, bởi vì tôi nó bị lắp cái tiếng voice chat trong game. Đó, bây giờ tôi mời lại đi. Ra đây đây. Ừ. Thử mời lại bằng cái Xbox Live rồi nha. Xbox Live không vô đâu, mời bằng Steam ấy. Xbox Live nhấn không có phản ứng gì hết trơn ấy. Đây để tôi vào invite to game. À, có. Lần này có. Thế chắc là lại có phản ứng nhỉ. Có bạn được chưa? Được rồi đấy, vào rồi đấy. Được chưa? Rồi, tôi sẽ chọn thằng PT nhá. À, ông chọn thằng P đi rồi được ấy. Thằng nào? Nói chung là nhân vật đạo được mà. À, ngon. Anh em nào có rồi, con game này, anh em nào có con game đấy anh em cứ vào nhá. Nhưng mà anh em phải kết bạn với tôi cơ. Rồi, rồi nha. Ready đó. Chưa? Tôi ready đó. Ông hình như chưa ready á. Ông là rồi. Người tạo ở đó đó. Giờ vô đúng không? Rồi, ok. Yeah. Ôi trời ơi, lần đầu. Ôi sao tôi bị đi đơ đấy. À đây vào rồi. Sao bộ? Rồi. Tôi cũng bị đơ này. À đây vào rồi, tôi vào rồi. Tôi vào được rồi. Tôi đang vô chứ tôi chưa vô. Đây này, ông đây này.
Alo. Vô chưa? Đây tôi đây. À rồi rồi rồi, má tỉnh rồi. Đây. À yeah. Ôi, bây giờ mày thấy Long đấy anh em nào qua kênh YouTube của Long nhá, anh em cho một một cái subscribe nhá. Đấy, tôi về Long. Sao mà mới vô nó đưa tôi vô cái hốc này ta, nhớ hồi chơi single player mình ở cái chỗ khác. Ông chơi lại từ đầu luôn hả? Ờ tôi chơi lại từ đầu luôn. Bây giờ là bây giờ phải làm gì nhỉ? Nó có cái nhiệm vụ gì nhỉ? À đây đây đây, nó có nhiệm vụ đây. Tìm cái tín hiệu của cái gì đây? Nakacho. À đây, phía trước. Tìm cái phòng đây, tìm cái phòng này. Ông không nhặt đồ gì hết trơn vậy, chút là coi ông không có đồ để ông nhặt đó. Đây nhặt thì nhặt. Ông nhặt đá đồ để đây play fiber đây, lâu không chơi. Đâu nhỉ? Rồi, phân tích đi. Cục đá phân tích gì, có đá để chút dội nước xuống có nước mà uống hay ba. Đây nhặt mấy cái play fiber như về sau để còn làm cái gì ấy. Bà đá đây. Đâu nhỉ? À rồi. Cái gì là new idea? Bây giờ là iterate. Tương tác với cái máy tính á. Rồi tương tác với cái máy tính đi. Cái này là phân tích. Rồi craft được cái thứ này. Để tôi craft hết rồi. Có craft được cái gì để chặt chưa? Cái gì mà để đốn củi đồ á? À, hình như phải nhặt cái gì rồi. Thử cái gì mới được? Ồ trên này có nước này. Trên này có nước này. Ủa? Trời ơi, ông phân tích hết pin rồi, tới lượt tôi không còn miếng pin để phân tích luôn. Ồ thế à? À sorry. Đây, ở đây có nước này ông ơi. Nước này, là có nước này. Nhanh. Ra đây uống nước đi. Giờ chưa có khác. Ui mà lẫm luôn á. Tôi nói đến để dành chút khác rồi hả? Hả uống. Ui, con kiến bà già dạ, thòn. Cái gì con đâu? Con kiến nè, đập nó. Con kiến á? Mày. Mày láo. Mày. Mày làm sao? Chạy à? Chạy. Quay lại đây, cho tôi xin. Rồi. Ôi ông nhặt đồ lẹ vậy, chưa được cái gì. đây. Con này ra đây phân tích lại. Đây cái à, sau đây. Đây. Cái gì vậy ra? Cái con rùi. Đi lại phân tích đi. Ui ông mất một tí máu rồi kìa. Ờ đúng rồi, nãy con kiến nó cắn tôi á. Thì giờ hết phân tích rồi, bây giờ phải tìm và bây giờ nó phải là tìm và ăn một vài thứ đồ ăn. Trời ơi, ông xài hết trơn pin rồi, không còn miếng pin nữa, 8 phút sau nó mới hay chẹt lại. Đi, không sao. Này, ở đây có một con này. Có đồ ăn này. Con này có ăn được không? Nhặt đi. Con này, mày hả mày? Nhặt đi. Xong rồi phải, con này hình như phải ấy ấy, con này phải ô? Cái máy này nè, nhớ cái máy này không? Ông chơi single player chắc ông phải có cái này đây là phải tìm tìm ba cái đường dây ấy. Tôi nhớ rồi, hình như là phải tìm ba cái đường dây ấy. Để... Hey, nấm nè, lại đây nè, chút ông không có cái ăn á. À đây đúng rồi. Cho tớ xin. Rồi. Okay. Ấn nút 6 để ăn. Ủa sao làm sao lắp được cái búa ta? Cái búa chặt củi á. Ông bật inventory lên sao ông lắp vào cái phần bên trái sao ấy? Cái phần à bên phải. Thiếu dụng cụ ba. Rồi đúng rồi. Thiếu hai cái sợi dây rồi mầm cây nữa. Ủa, mình làm nguyên liệu làm cái gì kiểu gì nhỉ? Trước mắt là phải đi làm được cái búa cái đã. Là cái búa. Uh-huh. À, lên đây, bật cái này lên. Rồi. Đấy, bây giờ phải tìm ba cái đường dây. Bật rồi hả? Bật rồi. Rồi.
Bây giờ nha, ông đi đường nào trước, tôi đi, luôn. Khoan, ông mà không tìm búa đồ chút hay là ông đói á, phải... ông không hay được á, rồi ông không làm được chỗ sell game luôn á, ông quên rồi hả? Ừ, đúng rồi. Hay là phải tìm búa đồ này kia nọ chứ ba. Làm gì trước, làm gì xong làm búa sau được, làm gì trước. Ông, nhảy, ông mở chữ C nè, ông qua cái tool á, ông thấy là để ráp được cái búa là còn cái gì á, thấy không? Keeper Acer đó. À tôi đủ rồi. À không, tôi làm được cái spear, tôi làm cái spear, tôi làm có cái spear làm đại nó đi. Được, phải làm cái búa để có gì? Hay cái có à tôi cũng làm được cái spear nè. Ôi mẹ tôi thiếu cái dây thần gì á. Tôi thiếu cái đồ rồi, tôi thiếu cái đá để làm cái rìu. Làm cái rìu trước đã. Cái đá này ở đây nè, đá nè, cho nè. Đấy. Ủa, thả xuống nút nào nhỉ? Đến... chết ra nút nào quăng quên rồi. À đây, ấn nút Z để quăng xuống. À không, mình có một cái. Từ từ tôi tìm kiếm thêm đã, kiếm thêm đã. Ông nhặt nhiều đá không? Ủa không. À đây. Đùa. Crap. Rồi, tôi có gì rồi. Cái phím nào mà để ném cục đá quên rồi ba. Cục đá. Ông ờ, ném cục đá. Ném á, hình như phím đâu, ông để cả phím góc dưới bên tay phải kìa. Rồi, có cái nút đây. R. Từ từ để tôi tìm đây này, nó có một cái bị chặn ở đây này. Đây này, ông lo cái máy đi, để tôi ráp cái búa cái đã. Như vậy. Hay, ông có khác không? Nếu không tôi xí cũng. À! Mà trời nó rớt xuống này rồi. Nước của tôi rớt xuống đây. Ơ tôi thế à? Đi, tôi không biết. Trời ơi. Đấy, tôi chặt nước kìa, kìa, chỗ kia có nước kìa. Ở đâu? Đây. Đây này. Từ bấm chuyển sang góc nhìn thứ ba đã. Đây này, trên này có nước này. À, rồi ném cục xuống đi, ông khác không? Chứ nước tôi đầy rồi đó. Ù. Ông làm sao nó rớt được hay vậy? Đây chặt, chặt vào cái đấy thôi. Chặt vào cái hay à? Chặt vào cái chân cây là cầm đá đây làm gì? Ai biết. À, con này để ấy à? Ờ quay. Là bây giờ có một cái để ấy rồi đấy. Một hai cái rồi. À đâu? Cái đấy xong rồi này, còn một cái nữa. Cái nữa là bên đây nè. Ông đây, thấy bên không? Đây, bên đây, đây. Em bị yếu nè, đi về hướng này nè. Đây đi về hướng này. Đi theo cái dây điện là sao ấy? Đi tìm theo cái ánh sáng điện. Mà ông dòm lên trời, ông thấy ánh sáng bị yếu không? Đi theo nó đó. Ừ, tôi biết rồi, như là phải tìm theo cái dây điện ấy. Tìm cái dòng dây điện ấy để Ba. Thế ông ráp được cái búa chưa vậy? Chưa. Ông khổ thân thôi. Cái mặt ong nè. Ủa đâu vậy? Đâu. Ông cái này sáp ong chứ không phải mật ong. Sáp thôi. Ờ. Sáp thì như phải sáp thì làm cái gì? À, sáp này làm được nhiều thứ lắm, nói chung là nhiều thứ lắm. Làm đuốc, làm cây đuốc. Đúng rồi, làm cây đuốc. Cái torch. À chết, nhầm. Đúng rồi, làm cây torch á. Làm, từ, kiếm cái lá khốn nạn đi á. Rồi. Ê, tôi biết làm sao ráp được cây búa rồi. Chỗ cái rớp gì còn thiếu, ông nhấn đúp vô là được. Nè, tôi ráp được rồi nè. Nè, thấy không? Có đồ chơi nè. Kìa. Đâu chỗ nào? Ông nhấn chữ C. Ờ nè, tôi được cái bút chỗ chữ C á. Rồi ông thấy mà ông thiếu cái rớp gì phải không? Cái rớp gì đó, ông nhấn đúp vô cái rớp đó. Đó là ông có cái này đúng không? Cái phần resound đây đúng không? Ừ. À rồi. Đó, rồi ông nhấn đúp vô là ông ráp được cái rớp đó. Xong rồi cái ông ráp được cái búa này. Hiểu chưa? Cái đất từ chỗ nào nhỉ, để tôi xem nào. Cái chỗ nào để nếu không tôi cho ông cây này luôn nè. Không, từ từ để tôi tìm đã. Từ. Lâu tôi phải chơi lại để nhớ lại đã. Hey man. Cái chỗ có cái sáp ong đây nè. Đấy để chút làm đuốc bộ. Cái chỗ nào nhỉ? À đây hammer đây. Đúng rồi, hammer đây. Rồi. Ông AC á. Hammer chưa đủ đâu. Không, AC tôi có rồi. Cái rìu tôi có rồi. Tôi chỉ có cái búa thôi. Rìu tôi có rồi. Rồi cần ba cái này. Thứ này đơn giản. Ủa đâu rồi? À đây ông đây.
Nãy từ từ để tôi đi tìm cái quái gì ấy. Ôi ông mới nhặt được cái gì kìa đúng không? Tôi nhặt được cái hát của con gì châu chấu á. Con này là con bọ gì như kiểu bọ chét ấy. Ông ráp cây thương đi để một chút vô tổng vô cái lúc lỡ mà gặp mấy con kia có cái đi quánh mà. Đây từ từ cắp cái búa đã. Cắp cái búa đã. Ráp cây thương à. Đó, có đồ chơi liền. Ủa cái đây, cái đá đây, cái đá đây. Rồi, bây giờ grab cái búa. Xong bây giờ đến spear. Có được cái spear giờ tôi có rồi nè. Đây, bây giờ tôi mới đi tìm nốt hai thứ còn lại. Nãy giờ ông chạy ông có thấy nấm đồ không? Nếu không chút là đói là không có cái ăn luôn á. Tôi có tất là đói móc mỏ luôn á, giờ tôi còn có một cây thôi đó nghe. Từ từ để tôi đi tìm nốt mấy thứ. Đây còn cái này. Rồi, grab được cái spear rồi. Rồi. Nãy giờ khu này không thấy nấm luôn trời. Nấm là hình như phải về lại cái chỗ kia, về lại cái chỗ mà gần hình như cần cái chỗ phân tích ấy, hình như có nấm hay sao ấy. Đúng rồi. Ở đây làm gì có nấm, quên mất. Tôi nhất là không từ từ bật bản đồ để ấn mơ để bật bản đồ nhá. Đúng rồi. À đây. Quay ủa, hướng. Chết mình lạc rồi. Quay hướng này. Từ từ tôi xem nào. Đúng rồi. Xây lòn nướng, nướng thịt ăn á. Cái từ từ. Mà giờ phải đi tìm cái nguồn laser gì nữa ở cây súng đó. Chưa. Ôi ông chạy nhiều quá, ông nhanh đói lắm á nghe. Với ông nhanh khát lắm á. Biết rồi. Kìa, sao tôi bị kẹt rồi. Ok, thấy ông chạy bình thường mà. Không kẹt vào mấy cái lá. Đây, nằm đây. Ê, nấm nè. Đây. Đâu? Đây nè. Rồi tôi chỗ đây, chỗ tụng còn nấm à. À hả, vậy tôi lạc hết đống này à. Ủa? À, thì được cái baseball này. Sáp này. À đúng rồi, tìm được cái quả bóng chày nè. Bóng chày. Trên đây thì như là... tôi nghe rồi. Về sau hình như có... Ui, chết mẹ, ngã từ trên đầu đau quá. Ui, mà xem nữa tôi cũng bị. Rồi, giờ grab cái spear được không? Ủa, tưởng nãy giờ ông grab xong cái spear rồi chứ. À không, làm spear rồi, bây giờ làm đuốc. Kiếm cái lá khô. Ủa, với cả cái lá khô là cái ra bên kia. Có cái lá vàng vàng ấy. Đúng rồi. Đây, đã tôi nhớ ở bên này là có này. Vừa đi qua xong. Đây. Đây lá. Đây, lá khô đây. Lấy không ơi? Đây. Đúng. Nè, tôi giặt rồi nè. Có ba cái cơ, có ba cái cơ chặt vừa vào. Mẹ thiếu sáp ong không nội? Thiếu đủ thứ không? Rồi. Bây giờ mình chỉ cần thiếu cái mình chỉ cần thiếu cái nào ở đây. Đừng gặp nhện nhá. Tôi sợ nhện lắm rồi đấy. Tôi đang có lóc. Có lóc vào đây để cho tôi gọi là khỏi sợ nhện. Mọi hôm tôi chơi một mình tôi sợ nhện lắm. Ok là cái cỏ đâu hết rồi nhỉ? Ở đây nè. Ui trời ơi, lỡ đấy ông ơi. Ông lại chỗ tôi nè, phụ tôi đặt mấy con bọ này coi. Đâu? Đang cắn sợi dây nè. Đây tôi đi đây. Ui dạ. À. Con này là con như kiểu con bọ chết mà. Hay biết. Đúng rồi, con này là con chuyên dây chuyên ấy đấy. Ủa ông đang bị tấn công hay gì ạ? Ý dạ. Tôi bị tấn công mà. Rồi tôi xử xong con này rồi. Này. Đằng sau này. Úi dồi. Úi nhặt hết đi. Từ từ. Leo con. Cái xác con này không biết làm được cái gì không? Grab được gì ngon không? Có. Grab được nhiều thứ lắm. Grab được cả mũi tên. Grab được cả nhiều thứ lắm. Con gì? Hello anh.
À, nhặt đi, cho ông nhặt đấy. À đây, tôi nhặt được cái này rồi. Ông làm được cái đuốc chưa? Đây. Tôi đã có cái đuốc. Hay, hay hay, vậy vô theo tôi nè. Vô cái ổ của tụi này. Có rồi. Cái đuốc là hơn nữa. Ủa, cái đuốc đâu không lấy ra ba? Đây, bây giờ mới bật. Đó. Ông có cây đuốc, ông đi trước nhá. Mày láo đây. Đấy, nhặt đi, cho ông nhặt đấy. Nhặt nhiều quá nó bị nặng không ta? Không, nó chỉ phu đồ chứ nó chẳng nặng. Ô, ông không nhặt à? Đi mẹ, toàn đồ của... Có tôi nhặt rồi mà. Vô, ê, ông cầm đuốc mà ông chạy. Quý à, rồi, ủa lào, mày phải combo, phu lắm chúng tôi ạ. Rồi. Ông có ráp cây búa tạ mà lấy ra đập nó cho nó phê. Bố tạ ông đâu? Cần gì bố tạ? Ờ xong rồi, xong. À trên đây có mấy cái này này. Nhặt vào cái này này. À, nhặt cho. Ờ. Rồi. Đây bây giờ cầm cái này, đập cái này này. Đấy, cầm cái búa ra, cái này. Cầm cái búa, có búa không? Búa, có đấy. Có. Đấy, ui giời, nhặt đi. Ờ, cái... ui. Hay thế. Cái này để dùng để wow. Đây có đường á, không biết. Có đường luôn. À. Tôi chơi rồi mà, tôi biết. Tôi chơi một single không player. Không biết này. Mà. Đấy, cầu đắp. Nó sâu quá. Từ từ đừng vào sâu quá, từ từ đó, thế thôi. Cái búa ra mới được. Ở đấy. Búa ông ghê vậy. Cái này búa nó chỉ đập 4 lần thôi mà. Anh em sẽ có thấy giật lag không anh em? Không phải cái đấy. Ui, cái búa của tôi thuộc loại xoàn rồi, không bằng búa ông. Búa tôi loại chặt cây à. Ông đập đấy, đá nữa. Đấy là rìu, không phải búa. Ông nó cầm rìu kìa. À, nhặt cái này này. Nhặt cái này này. Gì đấy? Cái này là cái con... cái thứ để chắc là về sau này cần đấy. Bây giờ họ cứ nhặt hết đi xong rồi về kích qua cái máy. Đây. Ông đây, ông quay lại đây. Ông nhìn thấy cái cứ. À thôi cái con xém lạc rồi thấy chưa? Con này ui lại lạc nữa. Đây, tôi quay lại đây. Bây giờ ra ngoài thôi, bây giờ chỗ này là gỗ cụt rồi. Còn bây giờ đi ra ngoài thôi. Đây là nhớ bắt mấy cái này này. Về sau còn chế được nhiều thứ lắm. Con gì? Đến đây ông nhập mấy cái này này, mấy cái này nhặt được mà. Cái này là nguyên liệu để chế đồ chứ không phải là nguyên liệu cái này để ăn đâu. Ờ, nhặt hết về đi. Cái này chế cái gì luôn á. Tên. Rồi, đi. À, bây giờ về là cái máy kia. Ừ. À từ từ đã, tắt cái này đi, rồi. Nhặt hết cái cỏ ba lá về sau còn làm cái lều ngủ này. Đấy. Chặt cái cỏ ba lá này làm cái lều ngủ đấy. Đâu luôn. Đấy, ông nhìn thấy cái unlock ly to chưa? Là cái lều ngủ đấy. Cái chỗ để xếp ấy. Đúng rồi, ê khoai có ủa không phải sáp. Sáp là phải về chỗ cây cây gỗ cơ. Đây này, cái chỗ cây gỗ đã có sáp này. Mày như tôi nhặt tôi nhặt mẹ rồi sao ấy. Đéo tí rồi, nó sạch rồi. Ở mấy cái cành gỗ này như nó có sáp ấy. Chế thêm cây đuốc nữa. Chế thêm cây đuốc à? Ừ. Mà không thiếu sáp rồi. Đây thì đây để tôi chế thêm một cái đuốc đã để tôi chặt cái. Ông máu ông bây giờ ông phải kiếm cái thứ để băng làm cái medkit đi. Ủa sao tự nhiên máu tôi hao với nãy giờ tôi có bị gì đâu ta? Anh ta vậy? Ông đã bị chảy máu kìa. Ở đậu phộng chết rồi. Làm sao? Không sao từ từ. Tôi vứt cho ông cái đuốc này. Hai. Ra đi. Hai. Xong rồi đấy. Rồi về tới cái chỗ nghiên cứu rồi. Ui mẹ tôi đi. Đấy cho bây giờ cho phân tích ấy. Đây. Quay lại đây cho đang ông chưa phân tích cái đâu, phân tích đi. Đây. Nó hồi lại rồi đấy. Đây tôi phải phân tích cái xác của cái con bọ nãy giờ. 6 để ăn. Đây nè, cái này để là chế được gì?
Đấy, Đây cái đang phân Discord tích. kìa, đấy. Trời cái này làm áo giáp đồ á. Ừ. Nó ghê vậy. Để coi cái bỏ ba lá để làm cái liên tu nè. Đúng rồi, À, tao phân mới có tích. ba lá để làm cái ly to đấy. Cái ly Đó. to. À, cái ly to cần cần cái này. Rồi tôi phân tích hai lần rồi đó, còn lần nữa cho ông đó. Đâu rồi? Đây. Sáp này để không, cái thứ gì lạ lạ. Ông nhặt sáp chưa? Chưa, nãy giờ không thấy sáp luôn. Thôi để tôi nhặt. Lượng nhiều đá chế giọt nước á. À ok. Thì Cái đá đá này đúng không? Chắc đá này là đá thường thôi. bô thôi, thôi giá thường. Ủa, tôi vứt cái này ra. Please. Ủa chế mấy cái lạ quá đó giờ chưa thấy bao giờ luôn á. Chắc ông gì Ê rồi giờ này, xây cái liên tu kiến này, thấy kiến con này, dữ ra ra chưa kiến này. Đấy. Mẹ, hội chưa đồng gì nó hết phải nhỏ tan à, nát đây luôn. đây rồi, đây rồi, đây đây có thứ để đập đá rồi, đập đá ở côn Chế lôn. cái búa đó mới được. Đúng rồi. Ai có đồ rồi cho nhặt đi, nhặt đi nhiều lắm. Kia còn hai cái thứ trong kia, còn kia nữa, còn cái nữa này, nhặt đâu đi. Đấy. Rồi. À, sao chưa? Bây giờ về đây xong nhiệm vụ này thôi. Ông phải xây cái liên tu mới xong mà. Không, cứ từ từ. Không cần thiết phải đâu. Đây là có cái nhiệm vụ chính này. Cái tutorial nó chỉ là giúp mình gọi là ấy thôi. Bây giờ mình active. Ok nha. Cái tutorial nó chỉ dạy mình À. cách chơi thôi. Còn cái nhiệm vụ chính của mình là cái này này. Ông À đúng rồi, hổm tôi chơi tới khúc này này. có hiểu cái cốt truyện của con này không? Tôi mới chơi có mấy tập đâu có hiểu, chưa hiểu lắm. Chưa hiểu nguyên nhân tại sao là bị biến nhỏ vậy. Cái này là nguyên nhân này như là do một cái thằng giáo sư đó, nó phát minh ra cái thiết bị thu nhỏ ấy. Thì như nó bị thu nhỏ vào trong cái, nếu mà ông để ý ở cái phòng thí nghiệm kìa. Nó bị nổ 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 ấy, bây giờ ông đi theo cái phòng thí nghiệm đấy. Vào bên trong. Bây giờ nó Ông bảo đi xuyên là đêm luôn hả? hả? Ông đi xuyên đêm luôn hả? À bây giờ từ từ, ở trong này có nhện không đây? Ôi nấm quá trời ông ơi, mà lợi nhặt nấm để có cái ăn này. Đấy. À Thôi hả? Tối rồi thắp cây đuốc lên liền. à, nhặt về cái này. Từ từ nhá, đi từ từ nhá, từ từ tôi tìm đường ra đã. Chỗ ra biển à, đây, đường này đi thẳng, đường này đi từ từ tôi xem đường nào để ra biển nhỉ. À đường nhầm, ra hồ, ra hồ, hồ cá coi. Hồ cá coi. Đúng Không rồi, mới được. tôi nhớ hồi trước là tôi đi ra cái hồ cá coi. Đúng rồi. Này ở Đây đây ông cứ này. đi đi tôi theo sau này. Ok. Má, à đây sáp đây là nhặt đi sáp, nhặt sáp Phát này. đây này. Đấy. Rồi. Mình à. Cái này, cái thứ này. Này, nước này. Nước này. Đi kè kè kè. Ui đập con này, con gì này. Nó chạy rồi, nhanh quá trời. Cho tôi xin. Đấy, cho tôi xin nước nha. Không ra kịp thì thôi, mất nước. À, buổi đêm gì Ông tôi còn nhiều nước mà. thôi thì không Nãy sao. tôi mới uống xong. À, ok. Ô, hình như tôi đi nhầm à? À, gần, gần, gần đến rồi bạn. Đây, đây, Ê, đây. có hồn trời ơi, con cánh cam. Con này là... Con này là để về ấy đấy. Con này là về nướng, nướng ăn đấy. Từ từ, cái nguyên liệu để chế cái ấy đâu nhỉ? Nhện ông yêu thích ở trước kìa, mà con nhện vàng đó đó ác dễ sợ ấy. Đâu? Cẩn thận á. Đâu, 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 đâu? Trước mặt đó. Đâu Con tôi không nhện nhìn vàng thấy? ở không. Ôi, đi Đó. về. Ông nhìn thấy hết à? Con nhện nó độc lắm ba, lần trước tôi bị nó cắn ấy.
Tôi toàn phải chế tên xong tôi đứng trên cao tôi bắn thôi. Tôi sợ nhện lắm, tôi không dám lại gần đâu. Tôi sợ nó bởi vì nó có độc thôi, nó cắn chết nhanh lắm. Không, cái tôi con có độc là cái con nhện sói, không phải con này. Cái con đó cũng dữ lắm. Lần trước tôi nhớ tôi bị nó con, giết nè. Con nhện thì con nào chả dữ. Thôi bây giờ đi ra hồ cá coi đi để tìm cái hộp bây nhưng giờ mà ra. Quan trọng đi hướng nào? Nãy giờ tôi đang đi theo ông á mà ông dẫn đi đâu á? Đây. Tôi đang đi dần ra đấy này. Đây đi đường này, đi đường này mới ra này. Dần đi sao đụng mặt con nhện, nói sao xui nha. Chỗ nhiều chấm vào bên phải. À đúng rồi. Đây đúng không? À đây. À đó. Gần đến rồi. Đây. À gần cái cây, đúng rồi, gần. Tôi chỉ cần tìm cái... Ôi! Tôi bên liều, em bên rồi. Ôi, em đi đây. Cái gì tím ở trước nè. Cái này là cái điểm kinh nghiệm đấy. À ha. Nhặt đi, tôi sợ chuyện lắm, tôi ra vào đâu. Trời dậy đi. Cái nhỏ nó đây. Em không thể nói trên đầu ông ý, tôi không dám lại gần đâu. Trời đầu phòng. Nói trên đầu ông ý. Tôi không dám lại gần đâu, tôi sợ nhện lắm. Tôi đâu dám đi. Đợi đâu, mà nó cắn phát chết liền á. Ờ. Có cung tên gì không, đập nó. Ông đâu rồi? Đây, tôi đây. Chạy lẹ, đéo chịu được. Tôi sợ nhện, tôi phải chạy chứ. À đây, gần ra rồi. Ai có món kiến này, ra thịt kiến này. Này hả mày. Đấy, có thịt kiến đấy. Quy ông ơi, tôi gần chết rồi, tôi bị trúng độc. Má toang rồi. Thế à? Thôi ăn tạm cái nấm để sống. Ê, nó gần đai rồi, chết mẹ. Từ từ để tôi né mấy con nhện ra đã. Má, ở đây tôi sợ mấy con nhện lắm. Bây giờ không, mới ra gần. Đâu chưa thấy gì hết, bình tĩnh. Từ từ ra ơ đi pê đi nhầm à, đường này mới đúng chứ. Đây đường này. Ủa, đường này đâu. Ôi, rồi chạy. Đây tôi đây. Ổ kiến trước mặt kìa, nãy tôi bị nó cắn rồi, giờ nó cắn rồi, nó dắt tôi đậu thai luôn quá trời. Thôi hãy ra đây nhặt đầm đi, ăn tạm đi. Có gì cầm máu rồi không, tôi sắp đậu thai tới nơi mẹ. Bây giờ chỉ còn cách là chế cái ông phải tìm cái medkit đấy. Cái có hình dấu cộng mà có màu xanh có hình dấu cộng ấy thì mới chế được cái đấy. Ê, ông có sáp không, quăng ra tôi chế cái băng gạc đây để tôi có máu là cũng tôi được. Có mấy cái sáp, từ từ tôi xem nào. Ông chế này. Cái băng gạc đi, cái phần mà ông vô cái gì health and snack á, ngay chỗ fiber bandage á. À đây được rồi, tôi nhớ rồi. À phải nhặt cái cỏ. Fiber không có chưa? Tôi có nhưng mà chỉ thiếu sáp thôi à. Tôi thiếu một cái sáp. Thôi để tôi chế cho ông rồi. Ông ơi, sắp đậu thai tới nơi. Đây, để tôi chế cho ông rồi. Để tôi chế cho. Đúng rồi, ông chế rồi ông quăng ra lẹ. Đây, từ. Ấn... Rồi, chặt đi. Băng vết thương vào xong cắn máu vào. Ủa, sao? Cắn đi. Co sum. Cắn. Cuốn băng đi. Thôi nè, được rồi. Rồi tôi xài rồi đó. Ok, rồi. Bây giờ đi. À bây giờ đường này đã ra rồi đây anh em. Đường này ra rồi đây. Rồi. Đấy, không băng cái đó vô cái là hồi máu ngay. Rồi nó xém chết. Từ từ. Cái chỗ này nhiều kiến quá ông ơi. Từ. Thôi, bỏ qua bọn nó đi. Bây giờ là ra gần chỗ hồ cá coi. Bây giờ chế cái Từ để tôi xem còn nhện không đã, tôi sợ nhện lắm. Ngủ đi để sáng hôm sau chúng ta vào phòng thí nghiệm. Ra chỗ gần hồi cá coi thì may ra. Đây đi từ thôi, đi từ thôi. Cái sắp đây, hết, sắp hết đuốc rồi. Ông sắp hết đuốc chưa? Ít ra cũng còn miếng nữa là hết rồi. À, thôi cứ giữ đi. À không, tôi vẫn còn đuốc. Rồi còn tối gì mà giờ hết đuốc một cái thì sao thấy đường. Tôi vẫn còn tí đuốc mà, ông cứ sử dụng nốt đi. Từ. À nhầm, hướng này. Khoan, lại uống nước thế bà. Nè, tôi gần khé rồi. Đây, ông uống nước đi. Để tôi. Tôi xì nha.
Đây này, đây, đây. Không xanh nữa là tôi chết đó. Không nhanh thì chết, để không hiểu. Vậy luôn á. Ông uống chưa? Tìm. Uống chưa? Ôi, con chết, con. Con chết. Ông chết đây, con chết ở phía này này. Con kiến rồi, ông nhầm rồi. Không, tôi nghe tiếng như em. Tôi nghe tiếng như em. Này. Có lon soda. Đây. Ê, có lon soda kìa. Tôi vô được không? Chú vào được. Chú vô lon soda, có nước soda nè. Ờ, uống Ê, đi. Ông có khác không? Tôi uống soda này. Rồi, tôi uống rồi. Ở chị, ok có nhiệt đúng không? Ờ đi ra đây, làm cái lều ngủ ở tôi đợt trước tôi có bị một cái lều ngủ ở đây này. Ở chỗ này an toàn, ở chỗ này thì an toàn. Được. Sao hình như tôi mang nhiều đồ, tôi đi chậm hơn ông thì phải. Không, ông mình ship lại để chạy nhanh. Rồi, tôi hết đuốc rồi. À, tôi vẫn còn đuốc mà. À, bây giờ chê cái lều ngủ. Ai đặt để tạo ở đây từ từ đại đâu đi bộ đặt đại đó ai cái này là cái gì set rồi tiếp ai rồi sleep rồi đó. Ôi rồi thao nước quá. Ôi, má vậy gì sao? Ông biết theo đây đợt trước tôi làm ở chỗ này mà. Chỗ này tôi nhớ là lúc khoảng bắt đầu tờ mờ sáng bắt đầu có nước này. Thỉnh thoảng ông dậy ra đấy nó có cái giọt nước nó chảy xuống đây này, ông hiểu không? Đây này. Có cái nước sông cái bên đây. Hả? Đâu? Thỉnh thoảng nó sẽ cái nước nó sẽ từ đây nó chảy xuống này. Đấy ông chỉ cần nhớ vị trí này, lúc nào nó thấy nước nó chảy xuống đây ấy, ông chạy ra húp luôn. Ờ nhưng mà giờ không có bây giờ á. Giờ tôi cũng còn khát nước nữa rồi. À bây giờ nha. Bây giờ là build tạm một cái những cái thứ mà ở gần đây đi xong bắt đầu làm nhiệm vụ. Build tạm mấy cái thứ ví dụ như là hòm cái store này này, cái store bucket này này. Hòm chứa đồ này, group band này. Ờ đúng rồi, group band để bàn chế đồ đấy. Cái group band là bây giờ mình sẽ phải cần sáp. Ủa, ông có chế được cái cung chưa? Để có cung gì gặp nhện, có cái chơi. Từ từ, nhập vậy cho. Bây giờ ông chạy ra kia, ông nhặt cái sáp đi. Ông nhìn cái sáp ở chỗ cái kia không? Đâu, đấy. Kia là đâu? Đây, cái chứ bắt đầu kìa. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi, tôi nhặt, tôi chặt, đấy. Ôi, cái chỗ này nhặt nguy hiểm lắm. Thôi, tôi lấy cái trên này đi. Tôi nhặt được mà. Tôi nhặt sáp để có cái làm đuốc. Tôi nhặt được mà. Tôi chừng té. Để thế nào được, tôi chạy đi. Đây, bây giờ đi theo tôi, đi chặt lá đi, về làm cái whoop band. Khoan, để tôi lấy thêm cái xám này nữa. Ui, ông lên, ông nhặt cái xám này để có cái làm đuốc rồi. Đâu, để... Trên đầu luôn nè, trên cái ngọn luôn nè. Đấy. Rồi, đây, để tôi... đi ra đây, chặt cái cỏ xanh. Ai, có cái để trông đỡ đó này. Ra đây, đập cái này đi. Ông tôi không có đói, tôi khác ba. Nhưng mà ông cứ đập cái này đi. Không phải đập cầm búa mà. Ông có búa không? Chết cha này. Ồ, tôi có cái búa. Có búa, ủa sao ông bật, sao ông bật cái inventory lên. Bật cái inventory lên. Ờ. Đấy, có cái búa ông kéo nó vào rồi, cái ráp rồi, ráp. Đó, ủa cái búa sao không xuất hiện nhỉ? What the fuck. Ông ném vào phần, thôi ông ném vào cái phần hotspot ấy. Hot pun cái gì ấy. Để vào cái phần tìm tắt đấy. Đấy, xong rồi đập. Ở đây nè, nó đây nè. Nhiều đồ quá dòm, hơi qua mắt. Rồi. Đấy, nhặt mấy cái này để ăn này, ăn cái này để... Cái này là cái hạt rẻ đấy. Ăn cái này no hơn. Ăn cái này no hơn cái kia nhiều. Ăn cái kia no hơn cái nấm của ông nhiều. Ôi cái búa này xài chậm quá. Ôi bây giờ đi chặt cành nhá. Ôi từ từ cho đi kiếm nước á. Ôi buổi sáng đấy hiếm cái... Này nước này. Đâu? Đây. Nhanh lên. Ê, tôi uống trước, tôi sắp chết khác rồi. Rồi sống rồi. Khổ lấy rồi. Cái cây này phải chế đến dìu hai mấy nước này. Tôi chết khác rồi nè.
Chế cái cung đi, chế cái cung đi. Ui, con nhện vàng trước mặt kìa. Đâu? Đây nè. Chưa? Ở xa xăm kia kìa. Ui dồi ôi, nó chèo lên kìa. Thôi yên tâm, nó không, nó... Mà con trong này có con nhện ở ấy nhở? Con nhện có vẻ hơi phèn nhở? Nó phèn á? Ờ, bởi vì làm sao nó không biết trèo tường. để à đúng rồi, xây mạng nhện có nước à? Ừ đúng rồi, tôi quên ở lâu lắm không chơi được, tôi quên anh nhận có nước á? Ờ không, làm cái chỗ để hứng xương ấy. À ông biết cái thiết bị để hứng xương không? Không. Tôi chưa chơi game này nhiều mà. Thôi rồi, chơi mới 3 tập đâu nhờ cái à cái đây để nướng đồ này. Đâu nhờ cái tool đâu nhờ, cái làm cái workbench đâu nhờ? À đây. À, bây giờ là đủ rồi, tôi đủ nguyên liệu rồi. Rồi mang về. Đủ nguyên liệu rồi, tôi đủ nguyên liệu rồi. Đây. Không bây giờ ông thử làm. À tôi. Rồi, xong. Đây. Về là cái workbench. Mèo nhá, hai em. Ở đây. Hello. Ông làm nhanh quá mẹ tôi, đeo hiểu chuyện gì. Đang muốn chế cái cung mà thiếu nguyên liệu rồi, thôi đi. Cung á? Từ. Ờ. Anh gặp nhện chọc chó chơi mà. Chết đi. Ông giết nhện thì về báo tôi nhá, về tôi sợ lắm. Rồi, bây giờ làm cái quốc ben đâu nhỉ? Ơ. À đây. Ok. À. Đây. Cái đây là bàn chế độ. Cái gì vậy? Đây là cái gì vậy? Bàn chế độ. Wow. Đây là cái bàn chế độ. Đấy, về sau còn mấy cái thứ dữ nữa. Đấy. Ôi, ngon không? Không. Mới biết có cái bàn chế độ ngon vậy luôn á. Sao thiếu? Tôi được anh mà. Em Minh Phước gọi là chỉ mà. Đấy. Đấy. Tôi được anh em viewer chỉ cho cách làm mà, chứ không tôi cũng chịu luôn đấy. Chứ tôi khát nước rồi. Tôi khát nước lắm rồi này. Ra xong không uống đi. Nước bẩn chút thôi chứ không sao đâu. Từ, nhặt về cái này á. Làm sao kiếm được mấy con bọ mà cái loại mà mình thấy ở trong hang hồi nãy không? Mấy cái con bọ mà đỏ đỏ hồi ở trong hang á, không nhớ không? Ông đi bên bên trái đây này. Đấy, có mấy con đấy. Nhưng mà ông sẽ phải gặp nhện. Gặp nhện không sợ, tôi sợ bị nó cắn à. Có lần tôi bị nhện cắn cái chết luôn, nó sợ tôi tới sợ giờ. Sợ nhất mấy con chân dài là cái con sợ lắm. Ê, tôi nhặt được cánh bông nè. Rồi mà. À đây rồi, nước đây rồi. Nước đây rồi. Nè, lại đây bò, lại đây. Mẹ lên. Đâu? Ê, có nguyên cái mạng nhện đây nè. Wow. Từ. Đi ra nếu mạng nhện là phải có con nhện gần đây. Ê ông, lại đây có bị dính vô luôn cái mạng nhện này không vậy? Có. Đập phát là con nhện nó quay lại đây. Mà có chừng ông bị dính vô cái mạng nhện á. Từ. Con. Ê cái con đỏ đỏ kìa. Gặp nó. Tôi đang toàn con này. Hay quá. Nhà đây. Đấy nó. Tôi bảo rồi, nó trong đấy mà. Từ. Sẽ có con nhện ở gần đây không đó? Ừ. Nó về. Rồi, ok. Ấy, vướng rồi kìa. Quay lại đây. Chạy. Con nhện nó quay lại à? Đâu, ai biết. À đâu, con bọ. Đấy. Ông cứ hầu tôi mẹ. Chuyển nó đi. Rồi. Đấy, nhập về con đấy. Rồi giờ muốn về cái máy phân tích để phân tích thêm rồi là phải làm sao? Không lên. Bây giờ nhá, ông có chạy ra đây không? Có một cái chỗ phân tích gần đây. Nhưng mà... Tôi đang còn chỗ phân tích để làm cái cung đây. Thiếu đồ, phải phân tích. Có một cái chỗ phân tích gần đây nhưng mà phải chạy đây, phải chạy ra tận bên này cơ. Tôi nhớ là phải chạy ra tận bên này này. Là trước tôi được anh kia viewer chỉ cho mà. À thế, ủa cái gì vậy? Khoan. Trời đâu? Nguyên ụ sáp nè ông nội. Sáp à? Ông... Đập thiếu sáp đúng không? Lấy đi. Đây. Tôi dư sáp rồi.
Đây là cái gì? Ôi, nó rớt ở dưới đất nè bơi. Lấy. Đấy. Wow, trời má, quá trời, quá trời. Nó đập quá trời nhiều rồi. Đấy, nhặt đi kia còn 3 cái kìa. Đây này, 3 cái nhặt tiếp đi. Nhiều vô đồ quá mà. Tôi gần đầy rồi, tôi gần đầy cái inventory rồi. Thôi bây giờ nhá. Vào bây giờ vào này đi, vào chỗ phòng thí nghiệm trước nhá. Đi phân tích đi, tới chỗ phân tích để tôi chế đồ, không, chế cung. Cái phòng thí phân tích đó gần đây thôi, tôi biết chỗ rồi. Từ từ. Đâu? Từ từ đã. Vào phòng thí nghiệm là trước đã. Ờ đây. Có cái để làm nhiệm vụ, ông hiểu không? Có cái để làm nhiệm vụ ấy. Là phải vào đây này. Mà té xuống khác là tôi đời ông nội. Tôi để à, đây rồi, cái chỗ này tôi từng tới rồi nè. Đây này, tôi nhớ. Ui, à không phải. Mẹ tôi sửa, tôi nhớ chỗ này là còn nhện lắm. Tôi nhớ chỗ này là còn nhện này. Ông làm... Ê, chỗ trong đây có con robot dữ lắm nè, tôi nhớ rồi nè. Rồi, chiến nha, cầm sẵn giáo đi. Con robot nó dữ lắm, mình chưa không. Tôi sợ gì, hai người là chơi được mà. Robot nó dữ lắm, tôi còn nhớ nè. Ông chỉ cần đỡ thôi. Nó ta ghét vào là ông chỉ cần đỡ thôi, còn người là còn lại đánh. À tôi hiểu cách rồi. Cái này là phải kích hoạt cái này này. Ê, cho ông làm đấy, tôi cho ông làm đấy. Gần được rồi. Làm gì vậy anh? Cái này là co op sinh tồn mà em. Nói chung là anh làm ông. Được rồi. Quay lại. Đây. Nó cắt tôi. Thú xanh. Dần nó dữ lắm. Ờ. Mày. Âu. À, cô lê kìa. Tôi đã nói rằng con đó nó dữ lắm. Từ. Nó có độ delay. Ông cứ canh, xong rồi lúc nào nó chuẩn bị đánh ấy, ông lùi lại. Đấy, cố lên. Đừng có đỡ, mà là... Đúng rồi, cố lên. Có 17 giây thôi. Cố lên. Trời má, xong. Ôi, nằm luôn rồi à. Đi. Trời ơi. Ủa, respawn lại chưa? Thôi, tôi respawn đây. Chắn e, respawn lại nè. Mất hết đồ luôn rồi. Trời ơi, sao, thằng tâu. Sao ông không set checkpoint ở đây? Ông chạy ra thế. Trời ơi. Ông sẽ sao ông không set checkpoint ở gần nhà tôi? Nó xa vãi chuồng. Ông chạy một mạch. Set checkpoint là sao? Không biết. Thôi được, cái chỗ phân tích ở gần nhà ông ra đây ông ấy đi. À sẵn, để sẵn tôi ra tôi phân tích luôn cái. Hay tôi quay lại phòng thí nghiệm tôi nhặt lại đồ á. Chết cha, đồ tôi bị rớt đó, làm sao tôi còn đồ gì để phân tích rồi. Thôi bây giờ quay lại thôi ông ạ. Ông chạy xa vãi, ông phải set checkpoint ở gần nhà tôi chứ. Tôi không biết. Ê, ông có mang đồ tôi về giùm luôn được không? Đâu? Cặp tôi kép gần bên ông, tại tôi chết gần chỗ ông mà. Ông xa vãi trưởng ra, ông tận long, ông tận chỗ kia mà. Ông cái cặp của tôi á, cái cặp mà lúc tôi chết ấy. À ừ, đúng. Ok. Ông quay. Tìm cái cặp. Tại chỗ đó lấy đồ anh, rồi anh cũng đang chạy muốn chết đây nè. Thôi, ra đây. Ông có lấy giùm cái cặp tôi được không vậy? Đây, tôi lấy, tôi chạy vào đây. Tôi chạy vào xuống, tôi chạy ra luôn. Ê, tôi đã nói không, cái con... Ôi trời má, con nhện nữa. Con robot đó nó dữ lắm. Hồi trước tôi nhớ đó tôi đánh được mà. Nhưng mà tôi quên mất là tôi phải... Tôi gõ được nó mà. Từ. Con đó là nó thụi mình cái là đi đầu thai luôn đấy, không thấy chưa? À, nó đi rồi. Ở chỗ tôi đang tới nè. Ê, bình tĩnh. Từ từ. Rồi. Ủa sao ông cũng bị chết mà ông không có bị văng như tôi ta? Ông lại được. À, con robot nó chạy ra ngoài này này. Mày có mày ra ngoài này. Bây giờ mà gặp con robot đó biếu biều quá trời. Biếu biều. Nó chạy lên, nó đuổi theo tôi kìa. Bay. Từ từ. Dụ nó ra ngoài đã. Dụ nó ra ngoài. Giờ tôi có vũ khí đâu mà ông đừng dụ nó đấy. Ác về là. Đây. Thôi, từ từ.
rút đồ, rút ra ngoài, tôi chạy và tôi lấy đồ. Không nó đuổi theo tôi. Ờ cái gì trời, tôi gặp ngay mặt nó luôn nè. Xém nữa chết rồi đấy. Ô không, rồi, không rồi. Lấy được, tôi không lấy được đồ của ông nè. Thôi tôi vô rồi, tôi vô rồi nè. Này, em vô đại ca rồi. Đấy, lấy được đồ đi. Take O, take O. On W rồi. Họ bây giờ chiến nó, chiến lại nó nhá. Ông phải set cái checkpoint gần nhà tôi đã, xong rồi thì mới được. Nó đi chưa? Em thấy nha. Con robot nó còn ngoài á, ông vụ nó hồi nãy. Nãy nó đụng mặt tôi luôn. Rồi, đó rồi. Ê, tôi nhớ con nó gần hết máu rồi mà. Bây giờ nó lại hồi máu lại. Nó hồi máu là do mất cái target. Nó không cần. Thôi, thôi, rụ nó vào đây, rụ nó vào đây. Đâu rồi? À, đâu đây rồi? Ủa phòng. Nó hồi máu lại rồi, nó hồi hết trơn máu luôn, nó hồi full máu. Không sao. Chóc. Rồi. Tôi bảo là giết nó mà. Tôi bảo giết mày nó mà. Mày. Nó cứ target mày, ông cứ chọc vào sau đó ấy. À, ông đánh dụ nó phía trước, tôi chọc nó phía sau. Đấy. Nó target ai thì ông cứ chọc, ông cứ lựa vào sau ông chọc thôi. Rồi vào đây. Rồi, robot mặt rời rồi. Tôi nhớ là trong này có à đây. Còn robot này rồi. Con trời. Dạy đi em ơi. Dạy đi. Trời ơi, nó đừng nói nó cũng đuổi theo mình nữa nghe. Tôi tên là Búp Lờ. Tôi vẫn là con robot. Đặt cái này này cho vào đây. Được. Con này nó đang giải thích về cái gì đấy, cái gì mà Ominion này à? Một cái tổ chức gì tên là Ominion ạ? Chơi cái hạt bắn cung. Ui giời ơi. Từ anh em ạ, từ để tao tắt cái này á. Rồi. Ê, lại đi ăn cái cục này cho tăng điểm khoa học nè. Ủa sao đéo ăn được. Ông lại trễ. Rồi. Đừng có chip ơi. Quỷ này nó muốn gì sao nói khó nghe quá vậy. Từ. Ông có nhiều điểm kinh nghiệm đúng không? Bây giờ ông có thể ông có thể mua đồ được các thứ rồi đấy. Mua đồ quá. À đây có nhiệm vụ này. Bây giờ là Grave Robbery. À, ui tìm kiếm cái này á. Rồi. Grave Robbery. Ui cái đó sao tìm? Tìm đâu mới được? Bốn cái lận mấy ghê. Anh biết cái gì nhỉ? Đây bây giờ ông vào đây ông có nhiều điểm kinh nghiệm không? Bây giờ ông ấn E vào đây, ông chọn vào cái phần raw cái gì ấy. Ông có thể mua được mọi thứ trong này ấy. Đâu raw gì? Trade đúng không? Trade nè, đây là giao dịch nè. Giao dịch ấy. Continue nè. Đấy ông sẽ có cái gì để mua được không? Trời đậu phộng nó mắc quá vậy, toàn ngàn. Thế thôi, từ từ đã. Tôi mới có 820 điểm à. Tôi còn bao nhiêu? Cái này là ấy. Cái này là nhập điểm nó cộng chung vào. Ui giời, tôi cứ tưởng thế nào. Làm cung đi anh. Anh cũng đang muốn làm cung mà chưa đủ nguyên liệu ấy. Có điểm hai đứa dồn chung lại ha ông. Cái này gộp chung được. Bây giờ làm gì nữa? Giờ tìm mấy cái này, có mấy nhiệm vụ chính ở trên màn hình góc trái đây này. Bây giờ là Anazai. Phân tích cái cỏ khô. Khô, và... ông có đem không? Hình như tôi còn cỏ khô đúng không ta? Tôi có cỏ khô. Thì nhét vô cho nó đi. Không phải ở đây. Cái này là khi phân tích xong nó tự động hoàn thành nhiệm vụ luôn. Không cần phải qua lại con này. Thì đuổi ra được chỗ nào nhở? À đây, quay lại đường này mới ra chứ, quên. Tôi tưởng đi sau vô nữa được chứ. Chỉ tới đây là cục rồi à. Đây. Cái này cũng dễ nhớ mà. Đường này dễ nhớ mà. Bây giờ đi phân tích nhá. Nãy sợ VL.
Là bây giờ đi phân tích nhá. Ông đi theo tôi, có một kẻ chỗ phân tích gần gần đây nhưng mà khả năng là gặp diện khá là cao đấy. Đã biểu chế cung trước đi. Chế cung à? Khoan, thế miếng sáp ra đã. Đấy, ông nhặt phía sáp đi. Rồi nhặt rồi, để một chút có cái làm đuốc ấy. Có mấy phân tích bên trong á? Đâu, anh em chỉ tôi, đâu? Đâu đâu? Đâu, anh em chỉ tôi, chỗ nào? Anh em bảo tôi ở chỗ nào? Đâu, mày phân tích ở chỗ nào? Chết rồi, ăn đi á. Better than starving, I think. I'm not picky. Đâu ở chỗ nào cơ anh em? Wow, má ăn hạt dẻ chắc bụng thật. Ủa đâu rồi? Đây. Đâu, chỗ nào, phân tích đâu? Không lẽ chỗ này? Ơi đây là cái gì nè? Ông ơi đây nè. Ủa chỗ gì lạ lạ lời? Đây nè. Đâu? Không phải rồi, lộn. Đâu anh em bảo chỗ phân tích là chỗ nào, anh em bảo tôi. Chỗ nào, phân tích chỗ nào? Để con robot là chỗ phân tích. À à. Đâu? Ông chỗ này là quay lại cái phòng nè. Robot này nó má cái gì? Không phải con này. Có tự nhiên được thêm 100 điểm khoa học tôi, nữa trời. Tôi nhặt mà. Dễ. À đây. Đây. Đây rồi. Đây ông ơi. Đây. 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 Ui giời ơi, đây. Ôi giời. Ôi thôi, thank you anh em. Rồi tôi tìm ra rồi anh em ạ. Đây rồi anh em ạ. Rồi tôi phân tích cái này để làm cái cung cái đã, để chút gặp nhờ mình có đồ chơi. Rồi. Phân tích hai cái còn cái ông nữa. Ok. Hay là gì ta? Lên. Hình như là mỗi cái, mỗi cái máy phân tích là nó có độ, nó có khác nhau hay sao ấy, không phải là ấy đâu. Cái này cũng ba lần. Rồi đó, ông vô phân tích đi, còn lần. Còn một lần à, tôi sẽ phân tích cái cỏ khô, là hoàn thành nhiệm vụ luôn này. Cung đâu rồi? Đấy. Ủa sao này lại not available nhờ? Ủa làm sao mới chế được cái cung, trời thấy mà tức á. Ủa sao? À không, mình chưa có cái này. Chưa, như chưa đủ, chưa có nguyên liệu ấy, chưa có nguyên liệu để chế cung. Ờ, chưa có nguyên liệu này. Gờ nó u gì đây nè. Chưa có nguyên liệu này. Được thêm 250 điểm khoa học nữa, lại đây coi mua được cái gì không? Mỗi lần ông phân tích là được lên điểm khoa học mà. Rồi điểm mình giờ 1,300 luôn, không biết. Thôi ông mua đi, má tôi đéo biết mua cái gì luôn. Thôi mua sau cũng được mà. Mua sau cũng được mà, không cần thiết phải mua ngay đâu. Amen. Upgrade for Scabby Scanner Module. À, thôi, kệ nó đi, đi. Em hiểu cái gì luôn á. Cái đấy phân tích, cái đấy là làm kiếm thấy con chip hay cái gì, nó cấp con chip hay cái gì đấy. Ờ con chip. Thôi bây giờ nhá, bây giờ là tìm con Gnat. Ông biết cái con Gnat không? Cái con mà đen đen, à không phải con. Cái con mà nó, cái gì à? Cái con mà nó bay bay ấy. Cái con mà nó bé tím và bay bay ấy. Vừa nãy tôi diệt nó rồi ấy. Tìm con. Ôi, đấy. Thế hả? Giờ không thấy con đó ở đây luôn á. Đây, lại đây lấy nấm nè. Tôi đầy nấm cho ông nhặt đấy. Nhiệm vụ đầu tiên tôi chỉ cho. Ok, anh em chỉ tôi. Cái grape robbery là ở chỗ nào anh em? Ờ, cái đó là cái gì vậy? Nó là cái gì mới được? À, Gnat là ruồi. Gnat là ruồi. Nó là cái con bay bay đây. Đúng rồi. Nó là cái con bay bay đây. Từ từ tôi... Ê khoan, ông chỉ tôi sell checkpoint chỗ ông ơi. Làm đây, sao? Ra kia chưa? Ông bấm vào E, xong ông bấm vào... nó có set checkpoint đấy. Chứ tôi cái chỗ ngủ đúng không? Ờ, chỗ ngủ đấy. Sell checkpoint. Set checkpoint, đúng rồi. Set chưa? Set respawn boy mà ta.
Ừ thì respawn mà. Rồi đúng rồi. Đấy. Rồi vậy giờ chết sẽ respawn lại chỗ này nè. Đúng rồi. À. Hello anh. Chào em Võ Hùng Cao nhá, hai em. Bây giờ làm gì nữa nhờ? Giờ con chip đó tìm sao? Tìm đâu? Con chip nằm bên trái bản đồ. Đâu? Bên trái bản đồ à? Ở chỗ này đúng không? À chỗ đây, có anh, ok. Có sao anh em? À em Võ Ngọc Lâm. À ha. Anh em Lâm đây à? Đặt Võ Hùng Cao. Em Lâm kênh ông đây này. À thành anh fan cứng kênh tôi. Ừ, anh em bên kênh ông đấy. Đây. Chip nằm ở trong hang kiến á? Really? Hang kiến á? Kiến là chỗ nào? Chỗ nào? Hang kiến này hay là hang kiến chỗ nào nhỉ? Chỗ nào ta? Mới làm mà làm sao tôi nhớ được? À! Không hình như cái này tôi quên mất rồi. Nó nằm ở cái gần cái chỗ phân tích mà nó gần cái cỏ khô ấy. À tôi biết rồi. Tôi biết nó nằm đâu rồi. Ông mở bản đồ lên đi. Được rồi, sao? Gần cái cây chổi à? Ông thấy có cái chợ dấu hình tam giác không? Ở Bandon and Hill á, cái đồi kiến bị bỏ hoang. Rồi, sao? Đó. Thấy thì tới chỗ đó chứ sao cái đồi kiến như em nào cơ ông nói đấy. À. Đúng không? Không, cái đồi giữa bồ cào vào dập chấm vàng. À. Cái này, nó chính là ông bở bản đồ, ông nhìn thấy cái chổi không? Ông nhìn thấy cái chổi dưới bản đồ không? Chổi á? Ờ. Ông kéo xuống ông nhìn thấy cái chổi dưới bản đồ không? Có hít cái chổi ấy. Chổi nào? Ông bật mở bản đồ lên, ông nhìn thấy cái chổi to đùng đùng trên bản đồ không? Không thấy không à? Rồi, giờ ông dẫn đâu tôi theo đó vậy. Thôi để tôi đi. Ê, tôi khác rồi, chết mẹ, gần đầu thai rồi. Có nước. Ban đêm có nước mà, ban đêm kiểu gì chả có nước. Anh lại chỗ con nhện xong solo đi anh, mà xui dài anh nhá. Từ. Có làm con nhện xong có làm được. Luôn ấy. Tôi hôm trước tôi vừa nhặt được cái mạng nhện mà đúng không? Để có thể làm được cái đúng rồi. Ông có thể làm được cái đấy đấy, cái chỗ để phân cái hứng xương đấy. Đây này. À ha, nhưng mà nãy tôi chưa phân tích cái mạng nhện đó. Thôi tôi phân tích rồi. Chị làm đi. Ôi nhưng mà giờ nước đâu? Chết rồi. Cứu mạng. Hết nước thì dễ bị ấy thôi, hết nước là dễ bị hao thể lực thôi chứ nó cũng không ảnh hưởng mất máu gì nhiều. Tám là cái gì ta? Tám là như mật ong á, tôi ăn chút mật ong thì tôi đúng rồi, ăn mật ong. Hơn thế rồi. Ăn mật ong là lê này ấy. À. Nhưng mà cũng không lên, cũng không bằng uống nước. Ủa lấy cây đuốc ra đi ông ơi. Ủa cây đuốc tôi đâu ta? Tội sắp hết đuốc rồi. Thôi từ từ đã đi, từ từ đến đêm á. Đêm rồi á, có gì đi xét tôi nè, tôi còn nhiều phân đuốc. Phân tích đá mới xây được giọt nước. À thế à, nhưng mà tôi quay lại về chỗ cũ đó, cái chỗ mà hiệp phải còn kiếm ban đêm bắt đầu nó. Này nước này. Này, đâu nước đâu, này. Đâu. Đây. Ui trời ơi, nó cứu mạng thật. Lấy cái búa ra liền. Nó nhờ ông tôi mới biết. Biết là chặt cây thì nước rớt chứ đó giờ tôi toàn lấy đá đây. Phan không à. Ủa? Đây. Nhìn thấy nước sơ chưa? Đây này. Đâu rồi? Đây. À hả? Không tin đây rồi. Ngon. Tiếp không ơi? Điều trong nước không tôi uống mẹ rồi. Đây là hang kiến đấy không? Ông bảo là cái hang kiến nó solo với nhỏ. Nó đây đúng không? Chắc thắng 1%. Em tôi. Ui dạ. Đây, 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 đây phải hang kiến không? Đấy ông bà khe kiến ở chỗ này đúng không? Đúng rồi, cái chỗ này tôi chỉ ông nè, cái chỗ mà An Hill nè. Đấy, chỗ này chứ nữa. Bây giờ thử vào xem có không? Để tôi cầm cái à, không. Không. Cái hack. À không, đúng chỗ này rồi. Rồi. Đúng chỗ này rồi. Đúng rồi mà. À không phải à? Không phải à? Hello, Tian Pie. Ôi dồi ôi.
Khó đọc quá, sorry Mai. Không phải chỗ này à? Thôi thôi thôi, thế nghe lời anh em Minh Phước vậy, ra chỗ đi theo cái đường này ra chỗ cái chỗ này, ban đêm rồi đấy. Có lão. Đây. Không phải đường này, đi theo nó. Ui mẹ con cánh cam, à con cánh cam to thế. Đâu? Đây này, ông gì đi, con cánh cam nó to chưa? Đây này, nó mới kẹt ở đây này. Đây này. Nhìn thấy chưa? Wow. Anh lật nó liền. Lật nó thử rồi được cái gì? Ui con chết tôi chết đó, tôi. Má chạy nó. Đi chạy đi, con này nó cặp lại là chết đấy. nó giận rồi nhưng mà nó kẹt rồi. Con này bị bất rồi. Nó kẹt rồi. Nó bất rồi thôi, tẹt. Nó không có kẹt. Chạy. Đâu? Khiếp ông làm tôi giật mình. Ông sao kìa? Kệ nó đi. Con đấy tôi không sợ mà con nhện đâu. Sợ nó giết thôi chứ không phải tôi sợ nó. Tôi sợ nó kẹp chết thôi. Từ từ, đi đúng đường chưa nhỉ? Sắp đến rồi đấy, đi thẳng đường này lơ. Đi thẳng đường này đi thẳng. Con xanh xanh chạy long nhông là con gì vậy anh? Chó rét chắc con rẹp quá anh em. Rẹp ấy. Con đó giết cũng không biết là rap được cái gì luôn ấy. Nãy giờ. Thôi tắt, tôi sắp hết đuốc rồi. Ông chế được cái đuốc chưa? Hình như tôi còn hương cây nè, đợi chút để tôi vô inventory của tôi cái. Mẹ tôi có con cây chứ không phải còn dương vậy, để tôi chế thêm cây nữa cho. Hình như tôi còn chế được cây nữa. Ôi chết cha, tôi thiếu dây thần với cỏ khô rồi, không được. Đây là cái cuối cùng luôn rồi. Thôi để tôi nhặt, để tôi nhặt miếng cỏ khô cái đã. Trời, thiếu dây thần nữa, phải lấy fiber. Đây, cái fiber là lấy từ đây ra đấy. Rồi, giờ chắc chế được nè. Đây này, black fiber đây này, lấy từ đây ra đây. Đâu. Nó từ cái... cỏ khô, ông có cỏ khô, ông có cỏ khô chưa? Có hai cái rồi. Còn một cái nữa không? Không, còn... Không, chỉ cần có, tôi chế được. Ông chỉ cần vứt bút... Rồi. Vứt bút cái cỏ khô ra đây. Cái gì mới được? Nút Z. Ấn nút Z vào phần cái... Ông chỉ vào đây xong bấm nút Z. Z. Thank you. Từ. À. Rồi, tôi chế được rồi. Thank you. Rồi. Perfect. Từ. Ủa, giờ mình đang tới tổ kiến đúng không? Ui, con gì hả? Con này là con gì mà nó xấu thế? Con này là đập xong này để nướng ăn được ấy. Nhặt đi. Về sau còn làm cái chỗ để nướng ăn mà. Mà để... ăn con này chắc ngồi chết. Con này ăn sống không được nhá, con này ăn sống là bị ấy đấy. Đây, đi thẳng đường này. Từ. Sao nó tìm tổ kiến mà đi hoài không thấy vậy ta? Đây, từ từ, đi. Đi thẳng đường này. Đây, có một chỗ phân tích này. Ơ, lại nữa. Wow. Giờ chắc phân tích được, ông vô trước đi. Rồi, để tôi phân tích nha. Tắt cây đuốc chỗ này cái. Tắt. Đúng rồi. Tắt đuốc lúc nào? Ấn lại cái số 5, ấn lại cái số mà ông vừa ấn ở phím tắt đấy. À. Có đầu xanh. Rồi. Nó tàn. Cái ăn cây núng này nè. Sống bị ngộ độc á. À ha. Nhà phân tích màu tím á. Ôi, ông phân tích được cái bẫy gì kìa. Bẫy á? Đâu? Vậy tôi thấy mới lòi ra cái bẫy lơ ráp gì đó. Yeah. Phân tích đi. Phân tích dây thần thử coi ra gì. Phải phân tích mấy cái nó cái thực dụng. Kìa. Ông phân tích được cái xẻng kìa. Đúng rồi, ủa cái xẻng này làm gì ta? Để làm gì xẻng này là đào mấy cái con ví dụ ông đào đất sét này, đào đất sét với cả đào cái gì nhỉ? Đào mấy cái con run ở dưới đất ấy. All right, Shadows. Đi đúng nơi này không nhở? Ủa, hình như mình quay lại chỗ hồi đầu game mà. Cái này chỗ hồi đầu game chứ có khác từ, gì từ, đâu. Từ, không phải. Này nước ra này. Đây là ui. Phân tích hồi đầu game nè ba. Mình quay lại đầu game rồi đó. Don't even need to boil it. Không, đúng đó chỗ này rồi. Đúng đó chỗ này rồi. Gì hang kiến đâu. Gần đây rồi, gần cái cỏ khô. Đây, chỗ này, ông đi theo tôi.
Tôi nhớ chỗ này Thế có tôi đang cỏ. Gần đây có cỏ khô mà. Nó chỉ có quay cái cỏ khô thôi. Từ nhà tím đi qua trái. À. nhà Từ nhà tím đi tím qua đi qua trái. trái. Đây đây đây, từ nhà tím đi qua trái chắc là đường trên này đây. Đây đi theo từ nhà tím đi qua trái à? Chắc là đường này đây. Tôi thiếu đồ để ráp cái cung. Tôi đi nhanh thế. Cùng á. Ừ, phải giết được con rùi đó mới làm. Ui, Ờ. lại là một cái. Ủa không. Này này, ông chặt cái đá để lấy cái chỗ để chế ấy này. Để chế cái hướng xương này. Ông biết cái này không? Này là cái gì mới được? Cái Ủa này cái là cây gì mà cao thế? cái cành của lá bồ câu anh ấy. Không, ông phải dùng cái rìu Không cơ, nhưng được, mà cây thôi cứ cao đi. bố này không được. Thôi, thôi bỏ đi, ông bây giờ đi theo tôi. Không được luôn, hai cây búa tạ lấy ra cũng không có chặt được. Ui rồi mà rớt tượng cao vậy hơn không bị Này, có lạc trên này đường có không nước này. bộ. Chặt chặt ôi, ê, ê. À từ giờ bên xuống dưới rồi, dưới này rồi. Đậu phộng. Dưới này là nước mà sao ông không nói Tôi không biết, thôi phải lên, phải lên. tôi. Trời ơi, rắc tắt cái đuốc của tôi luôn rồi đó, tay ông nè. Bật lại là được chứ gì? Không được. À Bật rồi lại được. được. Lại lại đi lại đi lại đi lại đi lại đi lại đi lại. Từ từ. Ra đây uống. Này ông uống nước không này, ra đây uống nước này, còn nước không? Đây 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 quá trời nước nè, hai ba giọt luôn, khỏi tôi ăn giọt ông giọt. Đây, đừng ở đây. Đây này. Đây này. Ông đây nè, ông uống giọt đó đi, tôi có thấy giọt bên đây nữa, À? giọt này tôi sẽ xử. Tôi đầy mẹ rồi, tôi đầy nước rồi. Rồi. Ủa giờ tổ kiến đâu bộ, thấy không, cái Đây đây máy đây này hồi đây. đầu game nè. Đây, đi theo hướng trái. Tôi nhớ kém mà, tôi giờ làm sao tôi nhớ được. Tôi bảo là anh kia chỉ tôi, chứ làm sao tôi nhớ được. Cái Tôi giờ này mình quay lại hồi chỗ hồi đầu game rồi đấy. Đây hướng Cái này, hướng này, hang hướng. kiến. Đây hướng này, Ủa, hướng này. ủa, nó hết đuốc rồi. Bật cái đuốc ông lên đi. Chỗ mà cái máy laser á không? Không. Từ cái chỗ nhà tím đi qua trái. Hướng này à? Lại thêm một chỗ phân tích. À không, phân tích này gần nhà mình. Làm gì nhiều chỗ phân tích vậy? Đây, hướng này, hướng này. Này là ông đi sau nhà tím rồi đó nha. Này, có chỗ để Cái ăn. điểm khoa học kìa, loại ăn loại ăn loại ăn. Đây, chỗ này cỏ khô đây. Tôi nhớ chỗ này có. Tôi nhớ chỗ này có đây. Ừ. Ông chỉ cần tìm mấy con kiến ấy, nó hay đi nó bu đông ấy, xong cỡ. Đấy, ông thấy mấy Đây con đây kiến nè. không? Đấy bây giờ Hai chưa ông? con luôn nè. Rồi, bây giờ đi tìm mấy con đi tìm cái tổ kiến, nó gần đây thôi, nó gần đây thôi. Come here, you little green sausage. Nó gần đây thôi. You're not actually thinking about eating one of those, are you? Absolutely. Đâu chỗ nào nhỉ? Đấy luôn. Đấy, Ở ở bản chỗ. đồ xem có gợi ý. Không có gợi ý gì khổ chỗ này. Từ từ. Ờ chỗ nào nhỉ? Đúng không? Chỗ. Lạc bước trong đêm luôn rồi. Ông chỉ cần tìm cái con kiến nó hay bu đông ấy, xong rồi đi theo đấy này. Đây là chỗ đuôi bồ cào này. Đấy. Bây giờ Đôi tìm cái tổ kiến ở gần đây thôi. Đâu Ok. rồi, anh em chỉ tôi chỗ đất chỗ nào? Gần chỗ nào nhỉ? Ê, có mấy con kiến đây nè, lại đây, lại đây. Ở Đâu? đây không? Không. Một hai con kiến ở đây. Rồi Trời, bây đậu giờ phộng nó muốn ăn tôi. đâu? Ủa, Quay lại tôi đây. nhai xương nó đây. Đây, ai à? Con này nó muốn chơi nè. Này thì trời. Quay lại đây. Quay Quay lại lại đây, quay lại nó đây, quay chơi lại đây, nó quay lại chơi đây, quay lại lại. đây. À. Vào đây. Vào đây. Một con nữa. Thế mình lại gần tổ kiến. Ui da, tôi bị nó cắn rồi, đau quá.
Mày vào đây, mày vào đây, mày vào đây. Mày vào đây, mày vào đây, mày vào đây. Đứa này đang ở đoạn sổ kiến á. No no, đéo được rồi, đéo ổn rồi, đéo ổn rồi, đéo ổn rồi. Mày làm sao, mày làm sao? Mày làm sao? Mày làm sao? Búa tạ ra đập nó. Anh đang ở gần tổ kiến rồi đó. Đúng rồi, tôi đang ở, đúng rồi, gần tổ kiến đấy. Anh em sẽ có thấy giật lag không? Ông băng vết thương đi kìa. Máu, ông bị mất máu kìa. Ui, tôi sắp, tôi cũng sắp hết máu rồi. Cái vết thương chỗ băng thiếu fiber, lúc này là thiếu fiber cay. Đâu giờ, ở chỗ nào giờ? Tôi quên mất rồi. Bây giờ đi tìm tứ phương tám hướng thôi. Bây giờ đi tìm rồi. Nãy giờ rõ ràng là rất là nhiều kiến ở đây. Tôi đúng không? Tôi. What? Kiến đâu vợ? Ở đâu rồi? Cái gì đấy? Cái gì nó đuổi tôi ấy? À! Từ, con này là phát nổ, con này là... Con gì? Chạy ra, nó đổ. Trời ơi là trời, khổ thân tôi, không quánh là tôi chết. Tôi đã bảo mà. Thế dùm tôi cái băng gạt coi, tôi sắp đi đầu thai rồi. Tôi đã bảo rồi mà, ông bảo là tránh ra ra nó nổ. Tránh ra không nó nổ để không nghe. Thôi bây giờ chạy về đi ngủ đi, để sáng hôm sau chạy tiếp. Xá vãi trưởng ra rồi ấy. Tôi cái băng cầm máu ông ơi. Ông còn đủ fiber chứ, tôi cái băng cầm máu. Tôi hết mẹ đồ rồi này. Bây giờ phải về lại cái chỗ kia. Giữa bản đồ á. Đi. Giữa bản đồ. Phải gần ấy rồi, phải gần cái chỗ phải gần cái chỗ ấy rồi. Đây chỗ kiến này. Sao cái đuốc ông nó cứ lập lòe rồi. Tôi tắt đi sao tôi bật lại mà. Đây chặt cái cỏ khô đi về. À đâu. Không. Cái play fiber là cái gì nhỉ? Cái cỏ xanh ấy. Vậy là chặt cái cỏ xanh. Đâu. Cỏ xanh đâu. Ủa chỗ này rộng thế. Cái toàn cỏ khô thôi. Thôi về, là về lại cái, về lại cái chỗ phân tích đi. Thôi đi thôi. Về lại cái chỗ phân tích. Thì tôi đi xa quá rồi sao ấy? À đây, đúng rồi. Ôi cái chỗ này máy đất trống này. Đây, cái bây giờ là chặt cái cỏ đó. Ui, mấy sao toàn cỏ khô này. Ăn cỏ khô vậy sao không thấy cỏ xanh luôn á. Lấy cỏ xanh mà, tôi cần cỏ xanh mà. À đây, cỏ xanh đây. Đấy, chặt cỏ xanh đi. Không phải búa, cái đây là phải... Này. Đây, play fiber là... Ô, chặt cái này này. Đấy. Đấy. Chặt cái gốc của nó là ra. Cái máu rồi cái. Máu bây giờ ông chế sáp được rồi đấy. Đây, còn cái play fiber ông nhặt nốt này nhỉ? Đang để. Rồi. Ăn bó là cái, còn đi đầu thai tới nơi. Rồi. Rồi đó. Quần băng xong còn ăn đi cho nó đầy máu. Rồi quán băng rồi ăn này. Ổ vãi nồi, bị con đó nổ phát, muốn chết luôn. Chết ông cứu, à chết cứu được á? À. Thế à? Tôi đéo. Đúng rồi, chết được cứu lúc mà. Này, chết lại còn nước rồi. Ông uống đi, tôi chưa khát. No water filtration tablets needed. Thiệt, hôm nay anh em đừng bọc được nhau thế. Thấy đây không? Ôi chết, đậu. Nhảy lên đi. Ông nhảy xuống đây. Ông nhảy xuống đây, không tin. Ê, đây là cái hang kiến không? Đây là hang... Không, đây là cái hang... Đây là cái gì nè? Đây là hang lúc đầu nào? Game. Ôi trời ơi. chết tôi rồi. Đây là hang đầu game mà. Đúng là cái hang đầu game thật. Thôi giờ về đi ngủ đấy á. Mẹ xả tối mù tối mịt. Nó gì đi cái gì cả.
Ai? Nữa hả? Con này con headcrab là gì đó? Giống con headcrab trong Half-Life đấy. Thôi rồi. Tôi hết mẹ rồi. Hết đuốc luôn á. Hết đuốc rồi. Ui, con kia. Gì trời? Ôi chạy đi, chạy. Ây à, đủ cắn đau thế. Mà tối thùi mà đéo thấy đường. Mẹ mày. Cây đuốc đâu rồi? Chạy. Ấy quá. Tôi đều đi gì cả. Tôi cũng vậy này. Đâu? Giờ chứ. Ăn để tôi chặt cây này lấy fiber làm đuốc cái đã. Thiếu fiber nè. Rồi ông làm đuốc đi, tôi hết nguyên liệu làm đuốc rồi. Đó. Rồi có fiber rồi. Còn thiếu một cái á. Cái này cỏ khô mà. Cỏ đây là cỏ khô. Cỏ xanh nó nằm ở. Cỏ xanh nằm phía bên này. Sao? Cỏ xanh. Cỏ xanh nằm bên này cơ mà. Đây. Ở đây này. Đây để tôi chặt cái này sẵn tôi uống miếng nước luôn coi. Nhập rồi ông ơi. Đó, có rồi. Ăn fiber nè. Có cái giọt mày nước này rớt bát tao này. Mày cắn bát tao này. Rồi chế cây đuốc này. Mang ánh sáng quay lại liền. Đâu rồi? Đây. Ở đâu? Đây bây giờ chạy về. Chạy về hơi xa đấy. Ôi sáng mẹ luôn kìa. Ui mẹ anh em. Sáng mẹ luôn kìa. Trời sáng mẹ luôn kìa. Thôi thế này thôi khỏi cần đi, đi luôn. Mẹ ngồi từ đêm đến sáng ạ. Ôi cái này bây giờ tìm cái hang kiến ở chỗ quái nào nhỉ? À gần đấy rồi đấy. Giữa bản đồ thôi. Không, bây giờ ông ăn thử đi, ăn cho nó đầy máu đi. I'm not picky. Đấy, cắn cho đầy máu còn, đi. Còn quá trời nấm nè. Ui trời ơi, con gì vậy? Con này thân thiện mà, mấy con này thân thiện nó không cắn đâu. Thân thiện ngang ngửa con nhện thôi. Con kiến là trừ khi con kiến thợ, trừ khi là mình chọc nó thì nó mới chọc lại mình. Nó nằm còn kiến nó... nhớ. Còn tổ kiến tôi nhớ là nó nằm ở quanh đây này. Nó nằm ở quanh đây này. Nhưng mà tôi không biết ở đâu rồi. Ôi, sao trên bản đồ không có gợi ý gì luôn trời. Bây giờ ông phải chế một cái đánh dấu. Tôi thấy con gì mà có. Ủa trời má, cái đồng hồ của ông tôi tưởng đâu con gì. Bây giờ là bắt được chế được cái đánh dấu nhá. Bây giờ quay lại tìm cỏ ba lá để tôi chế cái đánh dấu. Về sau tôi phát hiện cái tổ kiến ấy, đánh dấu chỗ đấy luôn. Về sau mình biết cái vị trí của tổ kiến. Đánh dấu á? Ừ. Ông biết cái trail marker không? Mày không rồi. Bây giờ ông có phân tích cái đó chưa? Tôi có cái này, cái trail marker mà. Bây giờ chỉ cần tìm cái chỗ cỏ ba lá thôi là tôi Ôi sao chú bày đất rộng nhỉ? Ba lá giờ biết đâu tìm. Tôi cái cây bồ công anh. À không, cây bồ công anh này chắc mình chặt chưa. Ôi ê, con mẹ. Con gì con thế? Con bò kinh cứng, đi mẹ con chay. Con này nó thả, nó đánh rắm thối lắm. Cái này là con bò xích hôi mà. Cái bò cánh cứng gì. Đồ, trời trời má ghê không. Nó y chang con chuồng ho, chồm hôi. Thôi bây giờ đi tìm cỏ đi tìm cỏ bồ, cỏ ba lá đi á. Ủa, ông tìm cái tổ kiến trước đi. Thì bây giờ... bây giờ đi tìm tổ kiến nhá. Tổ kiến quan trọng hơn chứ. Ông phải tìm được tổ kiến cái đánh dấu tính sao. Tổ kiến. Ông chưa tìm được tổ kiến mà ông lên đánh dấu rồi. Đã, từ từ đã. Nó nằm ở đâu nhờ? Tôi... quay cái cỏ khô này thôi. Này qua khu cỏ xanh rồi. Ông đi quá rồi đấy. Nó nằm ở... chắc là ở giữa đây, chỗ này đúng không? Không, tôi nhặt vài miếng fiber ấy mà.
Đến chút có gì làm đuốc đồ này kia cho có. Con bọ xích hôi em nội ơi. Đúng là con bọ xích hôi chứ gì nữa. Bọ xít à? Tôi tưởng con này là con bọ cánh cứng. Khổ không tôi có biết. Bọ xích hôi là cái con mà nó có cái mùi á, cực kỳ mà. Mày nó đánh rắm thối đấy, chịu được. Con này nó đánh rắm đấy. Quanh đây à? Không phải chỗ này rồi. Chỗ này không á? Không có nhớ nhầm không? Nãy giờ đi cũng muốn nát cái khu này rồi mà có thấy gì không, đâu. Tôi nhớ là đợt trước tôi chưa single là tôi nhớ ở quanh đây mà. Mỗi lần vô là nó spawn khác à? Không, nó không khác đâu. Tôi nhớ cái tổ kiến nó nằm ở gần đây thật. Có cái xẻng đây nè, nhớ không? Không nhớ cái móc gì không? Này cái xẻng đào đây đất cái, nè. Đây là cái bồ cào, cái bồ cào. Ờ, cái bồ cào gì đó. Ê, lên được nó, đi lên được luôn á. À, tôi phải lên thử mới được. Biết đâu tôi thấy. Ông đứng lên trên đây nhá. Tôi đang ở trên đây nè, đang trên cái bồ cào nè. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cái tổ kiến. Ơi, rớt cũng phát đầu thai mấy mạng không hết nữa. Hello anh. Ở trên đây tôi giờ không thấy ông luôn. Sao tôi không nhớ nhỉ? Ông chỉ còn nhìn tên là được mà. À rồi, thấy rồi. Nhìn tên là được mà. Đó, quanh đây thôi, tôi... Tiểu trên đây tôi có thể nhìn bao quát được không nhỉ? Lý do tại sao mà tìm cái tổ kiến là bởi vì mình đang làm cái nhiệm vụ kia kìa. Tìm cái robbery burger chip. Ê, gần cái đuôi bồ cào thấy có cái gì nè. Đâu? Ấy được cái này không? Ấy thấy không? Gần cái đuôi bồ cào á. Ông thấy tên tôi không? Tôi đang ở trên cái đuôi của cái bồ cào nè. Đây là đầu bồ cào. À ông chạy xa thế. Tôi mới nói. Tôi lên. Ui đậu phộng, trời ơi rớt con phát muốn đi đầu thai luôn. Cái nè, phải thấy không ta? Ủa đâu rồi? Cái gì vậy? Ui đây nè ông ơi. Đâu ông tìm thấy? Ông tìm thấy cái gì? À cái Raw Silent đấy á. Không cái phải tổ... này cái mạng nhờ. Ơi có đường đi xuống. Ui trời ơi. Má tôi lạc vô hang nhện rồi. Thế à? Không lên được. Chết mẹ. Chết rồi. Kêu. Thôi bỏ mẹ rồi. Từ từ tôi tìm cách xuống đã. Tôi tìm cách xuống đã. Ông đừng có xuống. Xuống là hai đứa biếu biểu này luôn á. Mẹ không lên được nè. Không có đường lên. Ôi đây có cái sáp này. Ở dưới là con nhện ông nội ơi. Nhện con này, nhện là nhện. Ôi! Ôi đau thế. Lên được chưa? Kéo. Ông thấy tụi đây chưa? Rồi. Tưởng hang kiến mới lò dò xuống mà ai ngờ toàn rồi. Không phải hang kiến đâu, mẹ hang này như hang nhện rồi. Ô bây giờ tôi mới phát hiện ra chỗ này, đợt chơi single tôi có thấy đâu. Hôm đập cái hang nhện đầu ông đấy đi. À đập cái mạng nhện đi. Ủa, cái búa anh đập không nổi cái mạng nhện nó thiệt á. Rồi lấy cái thương đập. Không, phải đập cái ấy, phải lấy cái rìu đập. Điều này. Không dám đứng gần sợ bị nó hút. Úi dồi. Đó. Trên đây có con. Ôi, con nhện. Ê, bên trên có con tia sói kìa. Ủa phải, bây giờ tôi không lên được. Đấy, này nó target ông rồi kìa. Tôi chỉ thấy con tia sói, mẹ nó trèo lên á. Đâu, nó trèo đâu. Đấy, này nó phía bên giờ này này. Giờ nếu mà nó không lên tôi, giờ nếu không còn đường đi, tôi sẽ đi xuống với nó. Ê, nó đây này. Đây này, mẹ có con nhện. Ở đây mà tôi có cung được tôi bắn luôn rồi đấy. Đậu phộng chết tôi rồi ông ơi, mã lạc vô hang nhện rồi. Thôi, ông... Toan tôi rồi. Má tôi respawn lại đây. Respawn á? Tôi rớt xuống đây luôn rồi. Điều. Thôi chết đi rồi, hy sinh thôi. Bây giờ làm sao được. Respawn lại. Đồ tôi dưới này là khỏi lấy luôn rồi đó. Ôi là sao con nhện đâu có thể bệ chu được lên trên mặt đất nhờ? Giỏi vãi. Ôi! Tôi cũng rơi xuống đây rồi.
Ôi vậy ông chết luôn đi ông ơi. Ông rớt xuống là ông không lên được đâu, không có đường lên. Chết rồi, tôi cũng bị rơi xuống đây rồi. Ông, giờ ông xuống với ông tự tử luôn đi, với ông lên không được đâu, tin tôi, believe me. Ôi mẹ ơi, đi con mẹ, em sợ chết lắm anh ơi, tha cho em anh ơi. Ui dưới đây có cái gì ấy? Ôi dưới là cái tổ nhện cái gì? Không, dưới đây có con chip cái gì? Ai? Ai à, thôi chết rồi. Trời ông ở dưới là ông khỏi xuống đấy luôn. Tại ông ấy là ông lên không được. Thôi hy sinh. Thôi lặp lại cuộc đời. Ở hôm nay đi ông ơi, hôm nào tiếp. Thế giờ mười mấy rồi. Ok. Thôi xếp. Ủa xếp hả? Xếp. Lại đây xếp game lúc nào nhờ? Không. Xếp bằng good escape và không thì tôi xếp mới được sao ấy. Chắc tại ông hot mà, ông phải xếp. Chứ tôi đâu có phải hot. Đúng rồi, tôi xếp thì được. Rồi. Rồi. Xếp ra nha. Ôi, ok, bye bye anh em nhá. Rồi, bye bye anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi. Rồi, bye ông luôn nhá. Hôm nào chơi tiếp. Rồi, ok, rồi. Bye bye. Rồi. Ôi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi nhá. Tôi nói chung là anh em ạ thì đấy, nhiều lúc tôi hay quên mà. Tôi cũng không thể là thuộc dạng nhớ gì đâu. Có khi là tôi sẽ phải tìm lại, tôi sẽ phải lên YouTube tôi xem lại. Rồi. Bye anh em nhá. Hôm sau tôi sẽ chơi tiếp.